Kính thưa quý vị, bức tường tưởng niệm cựu chiến binh Việt Nam sẽ được thiết lập tại North Farm vào năm 2020. Đây là tin tức đến từ East Aurora, New York. Bức tường tưởng niệm cựu chiến binh Việt Nam được lắp đặt vĩnh viễn tại Washington, New York đã trở thành địa điểm nổi tiếng để thu hút du khách trên thế giới đến thăm để tưởng nhớ những chiến sĩ đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do và dân chủ của miền Nam Việt Nam. Phiên bản của bức tường tưởng niệm sẽ được lắp đặt tại công viên quốc gia North Farm ở East Aurora, cũng của tiểu bang New York. Theo spectrumlocalnews.com, bức tường tưởng niệm tại đây cao 8 feet, dài 360 feet, khắc tên của gần 60.000 cựu chiến binh tử trận trong cuộc chiến tranh Việt Nam trên bức tường đá nền đá đen. Joe E. Shackland là giám đốc của công ty Shackland Parkin sẽ tài trợ việc xây dựng bằng cách để Orange County Choppers bán đấu giá một chiếc xe gắn máy hiếm có để đóng góp cho quỹ xây dựng này. Quỹ tư nhân được thiết lập để chi cho việc xây dựng bức tường lên tới khoảng 475.000 Mỹ Kim. Dân biểu có tên là David DePietro hứa hẹn sẽ đóng góp 100.000 Mỹ Kim. Santos Lopez là phó giám đốc quảng bá kinh doanh của tổ chức Orange County Chopper đã nói rằng người dân không có điều kiện đến thăm bức tường tưởng niệm cựu chiến binh Việt Nam tại Washington DC sẽ có cơ hội viếng thăm và tôn vinh các anh hùng Hoa Kỳ ngay tại East Aurora. Giới chức thẩm quyền tại địa phương hy vọng sẽ hoàn thành việc lắp đặt bức tường tưởng niệm cựu chiến binh Việt Nam vào mùa xuân năm 2020.